Bình An truyền kinh nghiệm yêu hoa hậu cho bạn trai Ý Nhi khi bị hỏi bao lâu chia tay. Cứ được Á hậu Phương Nga, diễn viên Bình An gửi lời nhắn nhủ đồng cảm với bạn trai tân hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn lúc này. Mới đây, trong buổi họp báo đầu tiên của Top 3 Miss World Vietnam 2023, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi gây chú ý khi công khai bạn trai ngay sau khi đăng quang như một minh chứng cho tình yêu nghiêm túc chân thành. Tuy nhiên, trên mạng xã hội lại xuất hiện không ít bình luận cho rằng chuyện tình của cặp đôi sẽ chóng tàn. Trước vấn đề này, diễn viên Bình An bất ngờ để lại bình luận dưới một bài viết với hai bạn trẻ. Cụ thể, nam diễn viên muốn gửi lời nhắn nhủ đến bạn trai của hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi. Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này. Tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều, nhưng sau đó tôi mong hai bạn sẽ làm được. Động thái này của Bình An ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng từ cư dân mạng với hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc và bình luận. Theo đó, từ chuyện tình của Miss World Việt Nam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi, nhiều người nhận thấy có sự tương đồng với mối tình của diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga. Thời điểm của đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cả anh và Phương Nga đều đã dự kín chuyện cả hai đang hẹn hò, dù có nhiều nghi vấn xoay quanh cặp đôi trai tài gái sắc này. Diễn viên Bình An thừa nhận khoảng thời gian đó khó khăn nhất của cặp đôi là khi Phương Nga trở thành Á hậu. Lúc đó cô có lịch trình hoạt động dày đặc, đi rất nhiều nên Bình An thường lo lắng Phương Nga khi có danh hiệu rồi sẽ bỏ nấy, không yêu anh nữa. Hơn nữa, anh từng tìm lý do để chia tay nhưng Phương Nga không chấp nhận. Bình An sinh năm 1993, anh là diễn viên quen mặt của VTV và từng góp mặt trong các bộ phim như Zippo, Mùa Tạc và Em, Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Những Cô Gái Trong Thành Phố, Mối Tình Độ Tôi, Tiệm Ăn Gì Ghẻ, 11 tháng 5 ngày, Mặt Nạ Gương, Gara Hạnh Phúc. Cặp đôi hẹn hò từ trước khi Phương Nga đi tiên hoa hậu. Sau khi trải qua nhiều sóng gió, cả hai đã có một đám cưới viên mãn và nhận nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ. Chính vì thế, lời động viên của Bình An đã phần nào giúp mọi người có thêm niềm tin vào tình yêu của các nàng hậu hơn. Tối 22 tháng 7, chung kết Miss World Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Kết quả chung cuộc, Huỳnh Trần Ý Nhi đã vượt qua 39 thí sinh khác để trở thành người kế nhiệm của hoa hậu Mai Phương. Danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 đã lần lượt trao cho Đào Thị Hiền, Huỳnh Minh Kiên. Sau đó, hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi tiết lộ mình đã có bạn trai, yêu được 5 năm từ khi cả hai mới chỉ là học sinh, cùng nhau đồng hành đến khi học đại học. Mối tình của tôi đã kéo dài được 5 năm, chứng tỏ cả hai có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi tôi tham gia Miss World Việt Nam 2023, bạn trai hoàn toàn ủng hộ để tôi có thể tỏa sáng toàn tâm về cuộc thi và ngày hôm nay tôi đã đạt được danh hiệu cao nhất, nàng hậu chia sẻ. Bạn trai tân hoa hậu tên Nguyễn Minh Kiệt, 21 tuổi, đang theo học tại trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, có bố mẹ đều là giáo viên và là mối tình đầu của Ý Nhi. Cặp đôi được thầy cô ủng hộ vì đều là học sinh giỏi, hỗ trợ nhau và giúp đỡ các bạn cùng lớp đạt kết quả học tập tốt. Mỹ nhân xứ Nậu tiết lộ, anh Kiệt không biết gì về cuộc thi hoa hậu nhưng âm thầm tìm hiểu để cùng cô chuẩn bị tốt nhất cho Miss World Việt Nam 2023. Anh chở Ý Nhi đi mua sắm trang phục, học các quốc tiếng Anh để cô xuất hiện chỉnh chu tỏa sáng nhất. Cô tâm sự, bạn trai ủng hộ tinh thần giúp tôi toàn tâm toàn ý cho cuộc thi. Sau đăng quang, chắc chắn lịch trình của tôi sẽ dày đặc, nhưng tôi tin bạn trai sẽ hiểu cho mình. Hiện tôi là đương kim Miss World Việt Nam, sứ mệnh hướng về cộng đồng sẽ được đặt lên hàng đầu. Tôi sẽ cố gắng cân bằng chuyện tình cảm cá nhân với vai trò là một cô hoa hậu.